Sau huấn luyện viên Park Hang-seo, ai có cơ hội? Vì sao nhiều tướng tài ngoại muốn thay thế ông Park? Sau huấn luyện viên Park Hang-seo, ai có cơ hội? Lâu nay, mỗi khi một huấn luyện viên ngoại dẫn dắt thì các tuyển thủ Việt Nam khi ra thi đấu quốc tế luôn có được sự tự tin hiếm thấy trước các đối thủ. Từ ông Wei Gang cho đến Radu, Kalisto hay Park Hang-seo hiện tại, mỗi khi mà tuyển Việt Nam thi đấu là một dịp buộc cho các đối thủ trong khu vực phải dè chừng. Tuy nhiên tại sân chơi châu lục thì cho đến nay, rõ ràng là hai vị huấn luyện viên người Hàn Quốc và các ông Park Hang-seo và Gong Eun Kim đang để lại dấu ấn đậm nét hơn cả. Ông Park Hang-seo đưa U23 Việt Nam giành ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018, cùng với đội tuyển Việt Nam lọt vào tứ kết ASEAN 2019, lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là chuỗi thành tích lớn nhất mà bóng đá Việt Nam đạt được trên đấu trường quốc tế. Ông Gong Eun Kim mới cầm U23 Việt Nam tại một giải đấu gần nhất là U23 châu Á 2022. Điều đang nói ở đây là sau cái bóng quá lớn của ông Park Hang-seo khi đưa U23 Việt Nam hai lần liên tiếp đoạt huy chương vàng SEA Games, ông Gong Eun Kim vẫn mạnh dạn làm một cuộc cách mạng về lực lượng và lối chơi tưởng như đã định hình, đã là tốt nhất cho người tiền nhiệm xây dựng nên, để đưa U23 Việt Nam lọt vào vòng tứ kết của giải đấu châu lục. Về mặt lực lượng thì ông Gong Eun Kim chỉnh lạc một loạt nhân tố trẻ, không hề phụ thuộc vào việc họ có tham dự vào đoạt vàng SEA Games hay không, đó là Văn Khang, Văn Trường, Tiến Long, Tuấn Tài, những người sau đó đang được chính ông Park Hang-seo tin dùng ở chính đội tuyển Việt Nam. Thật bất ngờ khi mà U23 Việt Nam dưới thầy ông Gong Eun Kim thực hành một lối chơi tấn công quyết liệt, biến hóa và vô cùng tự tin, dù là họ vô cùng mới mẻ và lần đầu thực hiện tại đấu trường châu lục, phát huy cao độ những phẩm chất truyền thống và tạo ra bất ngờ khi tung ra nhiều điểm mới trong lối chơi, quyết định không để cho đối phương bắt bài. Đây là điểm mạnh của ông Gong Eun Kim. Đó thậm chí là điều mà người tiền nhiệm Park Hang-seo đang lúng túng dù định hướng luôn rõ ràng trong thời gian gần đây. Nhiều người hẳn còn nhớ là đội tuyển Việt Nam đã khổ sở như thế nào khi gặp lại đội tuyển Indonesia hay Thái Lan tại AFF Cup 2020 và U23 Việt Nam bế tắc tương tự khi gặp U23 Philippines tại SEA Games 31 mới đây. Đó là khi mà đối thủ chủ trương chơi lùi sâu khiến cho lợi thế của thầy trò ông Park Hang-seo trở nên bất lợi. Nhưng ông không thể nào làm khác để xoay chuyển tình thế. Câu chuyện rõ ràng hơn ở vòng loại World Cup khi mà đội tuyển Việt Nam gặp đối thủ đẳng cấp hơn nhưng ông Park Hang-seo vẫn chỉ sử dụng một đội hình quen thuộc. Thua mãi thì cũng nản, chán bóng. Cho đến khi ông thầy mạnh dạn đưa vào những nhân tố mới thì có ngày trận thắng vang dội 3-1 trước người hàng xóm Trung Quốc hay trận hòa 1-1 trên đất của Nhật Bản. Có thể ông cho gọi Văn Quyết gần đây nhưng Hữu Tuấn, Văn Vũ, Văn Thuận và Xuân Mạnh thì không được ngó ngàng. Dù họ đang thi đấu rất hay tại V-League, nhưng nếu như nhìn vào hiệp 1 trận đấu gặp đội tuyển Ấn Độ mới đây, hẳn Văn Quyết dù hai trận ghi hai bàn nhưng vẫn chỉ chắc suất dự bị tại AFF Cup tới đây mà thôi. Có vẻ như là một đội hình cũ quen thuộc lâu nay, vẫn là niềm tin cuối cùng của ông Park Hang-seo và ai đó dự đoán nếu như Quang Hải không về dự AFF Cup thì Văn Quyết sẽ thay thế vị trí quan trọng này, nhưng ông không có gì để đảm bảo điều đó sẽ xảy ra. Và hãy nhớ là Tuấn Anh lâu nay dù luôn chơi một hiệp đấu rồi được thay ra nhưng luôn được gọi là tin dùng. Nhiều cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai gần như đụng trần phong độ vẫn cứ được gọi lên tuyển rồi, để đó đấy thôi. Chẳng khác là với AFF Cup 2022 như là trận chiến cuối cùng, ông Park Hang-seo sẽ làm mọi cách tốt nhất có thể như cách mà ông từng làm trong trận thắng Trung Quốc để có thể lấy lại ngôi khu vực cho đội tuyển Việt Nam từ tay người Thái. Nói thế để có thể thấy ở điểm này, nhất là khi ông Park Hang-seo chia tay bóng đá Việt Nam thì ông Gong Eun Kim chính là người có lý do để cân nhắc nhất khi ông từng tỏ ra quyết đoán, mới mẻ và dám chơi dám chịu hơn người đàn anh Thành Đạt. Rõ ràng là thời điểm này khi mà chu kỳ thành công của bóng đá Việt Nam có lẽ đang sắp qua đi, nếu như chậm trễ, lúng túng và thiếu quyết liệt như ông Park Hang-seo thì nguy cơ bị bắt kịp và vượt qua không chỉ Thái Lan mà cả Indonesia hay Philippines là đang ở ngay sau lưng rồi. Chưa kể đến giấc mơ World Cup ngày càng lớn, càng cận kề mà mọi thứ cứ theo bốn cũ, thành công cũ, người cũ thì có khi mọi việc vốn đang đi xa sẽ tiếp tục xa hơn, tuột khỏi tay lúc nào cũng không hay biết. Trong khi chúng ta đang có một ông thầy ngoại hay mọi nhẽ từng vượt qua thực chiến mà ông Gong Eun Kim sau giải U23 châu Á lâu nay vẫn im lặng lạ lùng. Vì sao nhiều tướng tài ngoại muốn thay thế ông Park? Ghế nóng mà huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo để lại đang thừa nhận được sự quan tâm của một số chiến lược gia ngoại giàu kinh nghiệm. Sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định chia tay đội tuyển Việt Nam, đã có nhiều vị thuyền trưởng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng mà thầy Park để lại. Họ đã ủy quyền cho công ty đại diện gửi hồ sơ ứng tuyển tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nhìn qua những cái tên được đồn đoán thì có thể thấy họ đều là những huấn luyện viên tài năng và giàu kinh nghiệm. Ông Dragan Skocic, cựu thuyền trưởng đã đưa đội tuyển Iran đến với vòng chung kết World Cup 2022 là người được nhắc đến đầu tiên. Ứng viên tiếp theo là cái tên Robert Prosinecki, cựu cầu thủ Barcelona lẫn Real Madrid từng làm trợ lý tại đội tuyển Croatia, hay là ông Božidar Banković từng dẫn dắt Buriram United tại Thai League và nhà cầm quân Slaven Skledzic từng có thời gian nắm đội tuyển Afghanistan.
Rõ ràng là những chiến binh sao vàng đang trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều huấn luyện viên trên khắp thế giới. Những tiếng vang tạo ra trong thời gian qua có lẽ là lý do lớn giúp đội tuyển Việt Nam thu hút nhiều sự quan tâm của các huấn luyện viên. Dưới thời ông Park Hang-seo, chúng ta đã giành ngôi vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và đi tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022. U23 Việt Nam cũng lập nên cột mốc lịch sử khi trở thành Á quân vòng chung kết U23 châu Á và từ một chiến lược gia không để lại nhiều dấu ấn, ông Park Hang-seo đã đến rồi làm nên tên tuổi của mình. Hơn nữa ông Park đã tạo được những điều kiện tốt nhất làm việc tại đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân sinh năm 1957 cũng nhận ra được nhiều tình cảm từ các cầu thủ và người hâm mộ tại giải đất hình chữ S. Đó chính là tấm gương để cho các chiến lược gia khác nhìn vào và mong muốn có được thử sức mình. Rõ ràng là vị thế của bóng đá Việt Nam đã tăng lên đáng kể trong mắt bạn bè quốc tế và đây là điểm đến hấp dẫn có thể mang lại thành công cho những huấn luyện viên tiếp theo. Đội tuyển Việt Nam đang sở hữu một thế hệ tài năng với nhiều cái tên chất lượng như Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức hay Nguyễn Công Phượng. Họ đang ở độ chín của sự nghiệp với kinh nghiệm quốc tế hết sức dày dặn và tiền vệ tài hoa Nguyễn Quang Hải còn ra nước ngoài để thi đấu ở Pháp, một quốc gia có nền bóng đá phát triển hàng đầu thế giới. Ông Park Hang-seo đã gây dựng một đội tuyển quốc gia ổn định và đem lại nền tảng tốt cho vị thuyền trưởng mới. Bên cạnh đó thì các đội tuyển trẻ Việt Nam cũng gây ấn tượng khi lọt vào vòng chung kết U17 và U20 châu Á vào năm mới. Điều đó cho thấy chúng ta đang sở hữu nhiều lứa cầu thủ kế cận đủ tốt để tiếp tục hướng đến thành công trong tương lai.